Chào mừng các em học sinh lớp 2 đến với bài học môn tiếng Việt. Bài giảng ngày hôm nay. Hôm nay, cô trò của chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài tuần 4 với chủ đề Mỗi người một vẻ. Bài 4, cô xó. Bài mở rộng vốn từ bạn bè tiếp theo. Cô hy vọng rằng sau bài học này, các em sẽ đạt được hai mục tiêu sau. Mục tiêu thứ nhất, em được mở rộng vốn từ về trẻ em, từ ngữ chỉ phẩm chất. Mục tiêu thứ hai, các em biết đặt câu với từ vừa tìm được. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau bước vào hoạt động 1, luyện từ. Cô mời các em cùng đọc yêu cầu của bài. Bài tập 3, chọn tiếng ở bông hoa ghép với tiếng ở cành lá để tạo thành từ ngữ. Các em cùng quan sát lên màn hình. Phía trên là 4 bông hoa. Trên 4 bông hoa có các tiếng xiên, thông, hiền, dũng. Còn ở dưới có 4 chiếc lá. Trên 4 chiếc lá này thì có 4 tiếng năng, lành, cảm, minh. Ví dụ như tiếng xiên ở bông hoa ghép với tiếng năng ở cành lá tạo thành từ xiên năng. Các em hãy quan sát thật kỹ rồi chọn ghép cho đúng. Các em có thể vẽ hoặc viết nhanh vào vở tiếng Việt để làm bài tập này, hoặc các em có thể bấm nút tạm dừng để làm bài tập. Bây giờ, cô và các em cùng kiểm tra xem các em đã lựa chọn đúng từ ngữ chưa nhé. Tiếng thông ở bông hoa ghép với tiếng minh ở cành lá tạo thành từ minh. Tiếng hiền ở bông hoa ghép với tiếng lành ở cành lá tạo thành từ hiền lành. Tiếng dũng ở bông hoa ghép với tiếng cảm ở cành lá tạo thành từ dũng cảm. Bây giờ, cô và các em sẽ tìm hiểu nghĩa các từ chúng ta vừa mới tìm được. Siêng năng là đức tính của con người, biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài làm việc thường xuyên, đều đặn, đấy các em ạ. Thông minh là từ để chỉ người có trí tuệ hơn người. Hiền lành là tính từ chỉ một người nào đó rất tốt bụng hay giúp người. Dũng cảm là từ dùng để chỉ người gan dạ, không sợ gian khổ, nguy hiểm, đấy các em ạ. Những người có tính tốt nhất như siêng năng, thông minh, hiền lành, dũng cảm là những bông hoa làm cho cuộc sống thêm đẹp, thêm ý nghĩa. Các em muốn có tính tốt này phải rèn luyện thường xuyên hàng ngày như siêng năng học hành, dũng cảm nhận lỗi khi mình sai. Các em sẽ là những bông hoa xinh đẹp được mọi người yêu quý. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng nhau bước vào hoạt động 2, luyện câu. Ở bài tập 3, các em đã tìm được các từ về đức tính, phẩm chất tốt của con người. Bây giờ, chúng ta cùng qua bài tập số 4, luyện đặt câu. Các em cùng đọc to yêu cầu bài 4 với cô nhé. Đặt 1, 2 câu có từ ngữ ghép ở bài tập 3, rồi đọc to lên nhé. Mỗi em sẽ chọn 1 đến 2 từ ngữ ở bài tập 3. Siêng năng, hiền lành, thông minh, dũng cảm để đặt câu. Ví dụ như từ siêng năng để chỉ một người cần cù, tự giác, miệt mài, học tập thường xuyên. Các em thấy bạn nào đó có tính này, mình sẽ đặt một câu khen bạn ấy. Tương tự như vậy ở các từ ngữ sau. Bây giờ, các em hãy xem tham khảo cách đặt câu sau nhé.
siêng năng. Bạn Lan siêng năng học hành. Hiền lành. Bạn Mai hiền lành nhất lớp. Thông minh. Bạn Cường thông minh, chăm học. Dũng cảm. Bạn Tú dũng cảm nhận khuyết điểm. Bây giờ các em viết 1 đến 2 câu các em vừa mới đặt ở bài 4. Trước khi viết câu, các em đọc nhẩm trong đầu xem câu đó hay chưa. Chúng ta có thể thêm bớt cho hay hơn rồi viết vào vở. Khi viết, các em nhớ đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm nhé. Các em cùng tham khảo đáp án của cô. Bạn Lan siêng năng học hành. Bạn Tú dũng cảm nhận khuyết điểm. Các em cần lưu ý đối với tên riêng Lan Tú chúng ta phải viết hoa. Sau khi nghe cô hướng dẫn và thực hiện hai bài tập, các em hãy tự đánh giá về những điều em đã học và làm được nhé. Cô có 3 mức độ để em tự đánh giá: tốt, đạt và cần cố gắng. Ở tiêu chí thứ nhất, nếu em tìm được đúng các từ chỉ phẩm chất, em hãy đánh giá mình ở mức tốt nhé. Nếu em chưa tìm đủ các từ, em hãy đánh giá mình ở mức đạt. Nếu em còn chưa tìm được các từ, em cần cố gắng hơn nhé. Tương tự ở tiêu chí thứ hai, em đặt đúng câu với từ tìm được thì em hãy cho mình ở mức tốt nhé. Nếu em đặt câu chưa đúng, chưa hoàn chỉnh, còn thiếu từ, em hãy cho mình ở mức đạt. Còn nếu em chưa biết cách đặt câu, em hãy xem lại bài và cố gắng thêm em nhé. Nào, bây giờ các em hãy tự đánh giá điều em học và làm được nhé. Cô và các em vừa tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay. Các em hãy tìm thêm một số từ ngữ chỉ đức tính, phẩm chất tốt của người thân, bạn bè mình nhé. Và các em nhớ, khi ở nhà, ở trường, các em hãy quan sát những người xung quanh, thấy họ có tính tốt như các em học. Chúng ta nên nhận xét họ theo các mẫu câu em vừa học nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em luôn chăm ngoan và học tập thật tốt. Hẹn gặp lại các em vào những giờ học sau nhé.